hẹn hò em với anh, tay đàn trong tay vui hát ca, một ngày đẹp trời cùng bên nhau. Hôm nay em vui như lá hoa, xuân sao trong nắng mai, một ngày ngọt ngào dành cho anh. Ôi tình yêu cho anh một thiên đường, ôi tình yêu đưa anh vào hạnh phúc. Em và anh yêu thương và hy vọng, yêu nồng say bên nhau tình yêu ngất ngây. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Ngày vui hạnh phúc có em và có anh, bên nhau ta ước thề mãi yêu và yêu mãi, yêu thương trọn muôn đời. Của nhà ai xe hoa đưa giữa khắp phố phường, kìa hai xu ra hai nhà đưa đón thật là vui, lượn quanh mâm quả và cau trầu, đàn dâu xinh xinh bên chàng rể mới trông bạch trai hân hoan xanh bước giữa hai họ, nguyện yêu thương nhau suốt đời nhân cưới ta cùng trao niềm vui hạnh phúc đang đón chào. Anh với em bàn tay nắm trong bàn tay, cùng hòa chung khúc ca tình yêu. Đôi lứa ta từ nay sẽ không lìa xa, chặng đường hạnh phúc ta cùng đi. Anh với em bàn tay nắm trong bàn tay, cùng hòa chung khúc ca tình yêu. Đôi lứa ta từ nay sẽ không lìa xa, chặng đường hạnh phúc ta cùng đi. Thank you.
chỗ xa xa có một đám cưới của nhà ai, xe hoa đưa giữa khắp phố phường. Kìa hai xu ra hai nhà đưa đón thật là vui, lượn quanh mâm quả và cao trầu. Nàng dâu xinh xinh bên chàng rể mới trong bánh trai, hân hoan xanh bước giữa hai hò. Người yêu thương nhau suốt đời nhân cưới ta cùng trao, niềm vui hạnh phúc đang đón chào. Anh với em bàn tay nắm trong bàn tay, cùng hòa chung khúc ca tình yêu. Đôi lứa ta từ nay sẽ không lìa xa, chặng đường hạnh phúc ta cùng đi. Anh với em bàn tay nắm trong bàn tay, cùng hòa chung khúc ca tình yêu. Đôi lứa ta từ nay sẽ không lìa xa, chặng đường hạnh phúc ta cùng đi. Đôi lứa ta từ nay sẽ không lìa xa, chặng đường hạnh phúc ta cùng đi.
như ông bà cũng không tặng ông bà. Hôm nay nhân dịp gia đình là trai lớn, gia đình là gái mang theo những lễ vật như sau. Có một cái việc có cụ trình để ông bà quan tiền là 4 món phẩm vật. Trong những món phẩm vật còn có rượu, gà, bánh, thịt, trái cây. Chính trình lên với ông chữ bà trước sắp uống cho bà bán đố sau gia đình thì chỉ dùng xin chính trình. Giây phút đầu là tìm anh yêu em khi vừa thấy gái. Hôm nay được sự thống nhất của hai bên xin trình qua phần lễ tế như sau. Về tiền phong tục giữa ngày để đến hôn và ngày cưới, bà đại diện hôm nay giúp nhà gái bằng 3.000 đô, bằng đô ý là 3.000 đô ra, và nữ trang á còn gọi là vàng á, 1 cây rưỡi vàng. Ai giữ phần này xin được ạ. Em anh đã thề với bản thân mình, anh sẽ yêu thương em yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em mỉm cười. Cảm ơn ông trời đã cho em một tình yêu rất tuyệt vời. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau. Dù đi đâu về đâu vẫn có một tư ao, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu. Sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi, nắm lấy tay anh đi mình sánh đôi. Đèo cao hay biển khơi sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Thank you.
Chúa giúp đỡ cho mối tình mối việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Như Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mời quý ông bà toàn dây để cứ nhớ tổ tiên ông bà lão tổ hay con hướng về bàn thờ ông bà lão tổ nghiêm trang tịnh để cúi đầu hai lần. Hai con xây cái bài cúi đầu hai lần. Chồng sẽ giờ là thế chồng. Thấy được. Cá luôn cá mai luôn nè. Cái chồng nó kêu nó đây chồng nó thăng cái gì? Cúi đầu hai lần. Đi đó là ngay chúng ta nãy chỉ lễ chúng ta là xin giá mà chúng ta xin tạm cho mẹ là chúng ta lễ đạo luôn tại vì mình chỉ biết cái lễ ở nước ngoài chúng ta không có tư thế lại được chúng ta cho mẹ thôi lễ về phần hai cháu có người bác ông bà có hình gì của họ là nhà trai và họ là nhà gái thì theo chúng tôi biết hôm nay nhà trai đến đây thì có anh à thôi anh cứ đến để chúc mừng cho mẹ có mừng hai bố. Về phía quý thân tộc nhà gái thì cứ lưu tâm thưa bà ở đây gia đình nhà gái không thành lập cuộc sống của tiên và chúng tôi lên tất cả quý bà cô bác thông cảm cho gia đình và mỗi gia cấp hai cháu cũng để chung một lần chúng tôi lên tất cả quý bà cô bác thông cảm cho nhà gái chúng ta xin mời cô giáo phụ vô góc mục một lần nữa chúng ta là để thành thông cái giáo chúng tôi lên cảm cái bài ai là ông bà cái giáo quyền tranh. Ông bà đúng rồi, ông bà đúng rồi, ông bà đúng gì, ông bà thương ra mà đầu có hại cháu người tranh ứng đủ cụ cho cháu mà để chúng tôi lên trọng cái tài hai là ông bà cháu người tranh trước chậu cụ ứng chậu cụ cho cháu mà để ở bà đầu thì lấy có một hài nữa nè hai là ông bà cháu mà chúng tôi lên trọng cái bài ai là ông bà cái người chơi còn mới hoài hoặc gì mới đến xin bước chậu cụ cho cháu mình để coi nhận đi rủ cô dâu mà quay lên nhà con luôn nha ở đây nãy giờ có nhiều vật vô lắm rồi mấy bà đâu xin con lên đi thời gian có hạn á chúng mời bà bên đây mà thấy mình là bà của cháu thì mình rồi con mời bà qua đây giùm con mời mời bà qua nhà bà ăn bảy gà 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 Ha ha ha.
gì đây? Hôm nay gia đình cháu gì đây? Là lại hai cháu có chỗ ngủ cho cháu là lại. Chúng tôi đã tổng bài với má cô gì đồng bào dù các anh chị các bạn cháu gì đây? Cứ chỗ ngủ cho cháu là lại. Ê, dính lấy ngủ, dính lấy ngủ. Bà ơi, sắp lên lát thì lại. Ơi, đi, 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 đi,
này và đụng ly các bạn. Đụng ly, đụng ly. Pháo rơi đầy đường quê tôi.
dàn trầu, mai sau đôi lửa chung nhịp cầu. Cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ chang chang, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô. Hôm nay trông chú rể thật là hiền, trao bông tai nhận cưới dây chuyền. Lê Châu, Châu Trần Nhân. Quý vị thân mến, trong đời người có ba điều quan trọng nhất sẽ trải qua, đó là xây nhà, gả cưới và sinh con. Thế nhưng không phải ai trong chúng ta cũng nhanh chóng trọn vẹn được các ba niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Tuy vậy, hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2019, cũng tức là ngày 26 tháng 6 năm Kỷ Hợi âm lịch, hai bên gia đình đã làm được một điều thật tuyệt vời, đó là đứng ra tổ chức hôn lễ cho con trai con gái yêu của mình. Vinh dự giới thiệu đến tất cả quý vị đại diện bên nữ chủ hôn của chúng tôi, xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Lê Văn Vương và bà Trần Thị Dung là song thân của cô dâu. Xin trân trọng kính mời ông bà cùng bước lên bốc lễ. Nhà gái, thưa quý vị, không kém niềm vui của họ nhà gái, họ nhà trai đang rất hân hoan trong niềm hạnh phúc của gia hiền rể thảo và tình thôn gia. Vinh dự giới thiệu đến tất cả quý vị đại diện bên nam chủ hôn của chúng tôi, xin trân trọng kính mời lên sân khấu hai anh của chú rể Vondeha. Xin trân trọng kính mời các anh để sẽ bước lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành cho đại diện bên nam chủ hôn của chúng tôi. Tình hiểu và yêu thương thật lòng, nay thuyền tình đã đổ được bến bờ hạnh phúc. Tại đây đang có hai người đẹp đôi nhất, hai người hạnh phúc nhất chuẩn bị để ra mắt tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân khấu lễ, dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đôi uyên ương cô dâu Huyền Trân, chú rể Vondeha, tay trong tay cùng bước lên lễ đài hạnh phúc. Đại gia đình của chúng tôi xin gửi đến tất cả quý vị một lễ cúi đầu thay cho lời cảm ơn tất cả quý vị. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, phần ra mắt lễ của hai bên gia đình đã xong. Mình hơn thay mặt cho đại diện bên nam chủ hôn và nữ chủ hôn rất cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã thuận tình đến chung vui và chúc phúc cho đôi uyên ương. Nghi thức tiếp theo xin trân trọng kính mời chú rể cùng cô dâu sẽ dâng rượu hiếu cho ba mẹ và dâng rượu lễ cho hai anh. Và chúc cho nhân viên hai trẻ mãi một lòng. Mời tất cả quý vị chuẩn bị cùng nâng ly lên nào. Xong chưa ạ? 1, 2, 3. Kính thưa quý vị, một lần nữa Minh Thư xin thay mặt cho đại diện hai bên gia đình cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã đến đây để chúc phúc cho đôi uyên ương trong quá trình tiếp đón có điều chi sơ xuất. Rất mong tất cả quý vị sẽ niềm tình bỏ qua cho và chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui, thật đầy ý nghĩa bên tất cả người thân, đồng nghiệp cùng bạn bè. Xin trân trọng cảm ơn đại diện hai bên gia đình và mời hai bác cùng hai anh sẽ về bàn tiệc để đón tiếp khách. Cô dâu chú rể xin lắng lại sân khấu để thực hiện những nghi thức. Thank you.
anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn lên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miệng sáng, khai lễ đăng quan vũ trụ trong đèn. Cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó, chắc không có trên trần gian. Cùng nâng ly dù là nước ngọt, bia hay là nước suối ạ. 1, 2, 3. Hoa đến thì hoa phải nở, đâu cho người nào phải xa sông. Đất nhiên em phải thuộc lòng, cảm ơn đất nào vợ chồng phải trao. Một lần nữa thay cho tất cả quý vị sẽ gọi đến quê hương và chú rể lời chúc sức khỏe, trăm năm hạnh phúc cùng tình viên mãn và đầu răng long. Quý vị, phần ra mắt lễ của cô dâu Nguyễn Trân và chú rể Wendy Ha đã xong. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã hướng mắt về sân khấu lễ để cùng xem dọn những thức lễ vui quy của chúng tôi. Và riêng thay mặt cho cô dâu và chú rể rất cảm ơn tất cả quý vị ngày hôm nay đã thuận tình chúng tôi và chúc phúc cho đôi yêu thương. Trong quá trình tiếp đón có điều gì sự xuất rất mong tất cả quý vị sẽ niềm tình bỏ qua cho. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Của cô dâu Huyền Trân và chú rể Wendy Ha. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi ạ. Thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư, ông cười rất tươi. Hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày phải uống cho thiệt đa. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình.
Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, đám cưới nhà bên rước dâu rộn ràng. Nhìn ông Tư ông cười rất tươi, hôm nay là ngày cưới vợ cho thằng Sáu. Kìa cô dâu dịu dàng lại nến na, cô bác điều khen chúc nhau ly rượu mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngoan, bà với ông từ giờ chính thức được làm xui giờ đó. Chúc mừng cô dâu mới, vô trăm phần trăm ta chúc mừng chú rể ngoan. Cầu cho hạnh phúc ấm no, chung sức chung lòng đường đến tương lai. Vô, vô, ta vô càng ly chúc mừng cho đàn gái. Ta vô càng ly chúc mừng cho đàn trai. Cầu cho hai họ sống vui, cháu con đầy đàn làng quê thêm rộn ràng. Ngày hôm nay số mình thiệt là vui, ông Tư quá vui nên uống rất nhiệt tình. Còn bà ba chơi thiệt là hết ga, lâu lâu có một ngày uống cho nó thiệt đã. Tình quê hương đúng thiệt là dễ thương, đám cưới nhà quê xứng danh miệt vườn. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình cũng thiệt là linh đình. Lòng nôn nao nhất định tới năm sau, đám cưới tụi mình bảo đảm là linh đình. Tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào, vẫn nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, cầm tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào giàu nghèo, tuổi tác thế nào? Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn quá trời. Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Giàu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai từ đầu năm lỡ cưới cuối năm thêm người. Đầu năm hoa lá rộn rào nợ như đón chào, nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phận nghèo chẳng dám ước ao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên danh ngẫu. 12 con giáp em đây cầm tình quý mùi, đúng rồi, em cầm không tay anh đón năm nay duyên lành đến rồi. Thì không gặp chồng hiền đức dễ thương, tuổi này thì số lắm con. Muốn cho vuông tròn thì anh môi giới môi mai đưa đường. Người ơi quê quán nơi nào
nè, bao lớn sang hèn thế nào hả anh? Anh ta khoảng chừng 30 mấy, quen lắm nhìn xem em biết ngay. Chẳng ai xa lạ, người ấy chính là anh đây. Tài năng tiên đoán như anh thật khôn, khôn quá trời hả? Tình duyên đưa tới em ơi, duyên định sẵn rồi. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cứ coi năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cứ coi năm thêm người. Dẫu thì ngày cưới sẽ vui, nghèo thì đại khái thế thôi. Thế gian ai cười đầu năm lớp cưới cuối năm thêm người. Đẹp mãi với cù lều tranh.